Mẹ Gót xin chào cả nhà. Hôm nay mẹ Gót sẽ làm một món ăn rất là đơn giản, ngon, bổ luôn nha cả nhà. Mời cả nhà vào bếp với mình nha. Hôm nay mình sẽ làm món này rất là đơn giản, nhanh, gọn, dễ làm nè cả nhà. Món này cũng rất thích hợp với những gia đình nào mà không có thời gian để làm những món cầu kỳ. Thì hãy làm món này giống em nha. Đó là món tim xào xà lách son. Nguyên liệu có tim, tương ớt, dầu hào, bột ngọt, tỏi sống, đường, tỏi phi, cờ no. Và không thể thiếu đó là xà lách son. Nhìn gỗ xà lách son là muốn ăn liền luôn nè cả nhà, rất là tươi và ngon luôn. Mời cả nhà cùng làm với trước em khi nha. Xào thì bây giờ em bắt đầu em ướp tim trước nha. Em phải cho nửa muỗng cà phê cờ no, nửa muỗng bột ngọt, một muỗng rưỡi đường, khoảng 2 muỗng dầu hào nha. Tương ớt khoảng 2 muỗng luôn. Tương ớt này mình ướp để cho cái màu tim nó xào lên nó sẽ đẹp hơn, thơm hơn. Và tỏi phi. Bây giờ em sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều và để khoảng 5 phút là nó sẽ thấm gia vị nha. Sau khoảng 5 phút thì tim đã thấm gia vị, bây giờ mình bắt đầu đi sau xào khi thôi. Tim đã thấm gia vị rồi, bây giờ em bắt đầu xào luôn nha cả nhà. Trước khi xào em sẽ cho dầu vào chảo. Mình cho một ít dầu thôi. Khi dầu sôi thì mình sẽ cho tỏi sống vào luôn. Phi lên. Khi tỏi vàng thì mình sẽ cho tim vào luôn cả nhà. Xào cho đều tay cho tim nó thấm gia vị, rồi nó khi mà nó săn lên thì mình sẽ cho miếng nước vào luôn nha cả nhà. Mình sẽ cho miếng nước vào. Đợi khoảng 3 phút thì tim nó gần chín rồi mình mới bỏ xà lách son vào nha cả nhà. Món này ăn rất là đơn giản và dễ làm luôn nè. Sau khoảng 3 phút thì tim đã chín được 90% rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ xà lách son vô luôn nha. Xà lách son này rất là dễ chín. Khi mình bỏ vô thì mình đảo qua đảo lại khoảng 2 lần, 3 lần là nó đã chín rồi nha cả nhà. Bây giờ chín rồi nè cả nhà, bây giờ em sẽ cho ra dĩa nha. Khi mình vào xào vừa chín tới thì mình tắt bếp thì cọng rau nó còn rất là tươi và ngon và xanh luôn nè cả nhà. Đừng có để quá lâu, nếu quá lâu thì rau này á hả nó sẽ không còn ngon nữa. Em đã làm xong món tim xào xà lách son rồi nè cả nhà. Mời cả nhà dùng với em nha. Nếu cảm thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ và bình luận bên dưới.
để em có nhiều động lực làm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.